Bây giờ trong xóm trọ này ai cũng mệt mỏi hết rồi. Con coi lại cách sống của con ra làm sao. Tháng sau á, ai còn ở lại thì tắm bớt tiền nhà. Còn đứa nào nếu thấy không ổn á thì dọn đi đi. Cứ cãi nhau sùm tối ngày vậy nè, có ngày tắm đột tử tám chết rồi tụi bay mới vừa lòng đúng mâu không? Mâu thuẫn với xóm trọ, Huy Cường chính thức trở thành kẻ vô gia cư. Thôi thì bây giờ mày ở đây với tao đi. Không muốn đi ăn xin thì tao chỉ cho cái nghề đi móc túi. Từ bây giờ bản xà sẽ luôn hỗ trợ anh. Trong khi đó cảnh giác với người mới với, nhưng Richard vẫn có nguy cơ dính phải một cú lừa. Những kẻ lòng mang thù hận là những con cờ mạnh nhất nhưng cũng rủi ro nhất. Cậu bất cẩn quá rồi đó. Tại sao anh lại cài tôi ở bên cạnh thằng nhóc đó? Người tôi cần là tên Huy Cường. Đón xem những diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Người Thầm Lặng 21 giờ các buổi tối thứ hai thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.